Hôm nay tiếp tục lên sóng cho anh em cặp cu thái vân hoa đỏ ha, đang sinh sản, đang có giá là 2,2 triệu, đã đẻ một lứa rồi nha anh em, một trứng ha, lứa đầu tiên. Cho anh em nào thích thì đánh với cặp này. Hiện tại chim đang ở 332 đường tỉnh lộ 8, xã Tân Thành Tây, huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh, ship toàn quốc cho anh em luôn. Số điện thoại em là 0976 5678 34, Hiếu, Củ Chi, Hồ Chí Minh. Rất cảm ơn em thời gian qua đã ủng hộ rất nhiều từ khắp mọi miền tổ quốc nha. Bên em ship toàn quốc cho anh em luôn. Chim rất đẹp, chuẩn, chất lượng. Cho anh em nào thích cặp này thì đánh với em nói nha. Đây đã đẻ một trứng trên kèo nha anh em. Đây sao có đứng đó đây nè. Quay rõ ràng cho anh em xem nè. Đó, đẻ một trứng rồi ha. Rồi thân ái chào tạm biệt anh em, để đến với clip tiếp theo.